Nắp lại hả? Cái nắp con bỏ đâu rồi mà? Đi ăn hết thì mẹ cho tiếp. Gấu ơi gấu, giờ đấm lưng cho mẹ với nhá. Mẹ mệt quá nhá. Mẹ làm xuống đây đấm lưng cho mẹ nha. Đi đi đấm lưng cho mẹ nào. Đây. Nào đấm lưng cho mẹ. Đi đâu rồi? Một con đấm lưng, một con leo lên người, mẹ con ngồi. Ngồi xuống dưới. Ngồi xuống dưới đi. Ngồi đi gãy lưng mẹ luôn. À, đấm lưng cho mẹ nào. Cái gì? Tí tí. Tí lại đấm lưng cho mẹ. Đấm đi, đấm mạnh nha. Hay là để mẹ lấy cái máy xông tinh dầu rồi hai ba mẹ con xông nhá. Được không? Là đứng đây này, đứng lên hai chị em ngồi đây chơi đi, mẹ đi lấy máy xông nào. Không đừng, để ăn cái này. Ăn rồi thôi, làm đi đi, ngồi xuống đây chơi với chị. Để mẹ đi lấy máy xông. Đỡ, đỡ. Có nhạc vô đi không? Dây ra lại nha. Này hai đứa ngồi yên không, đổ nước của mẹ này. Đi ngồi yên con, gấu ngồi yên. Mẹ bật máy xong để xong nhá. Này. Wow. Xong đi, mùi dầu thơm lắm ấy. Thơm không? Ừ, thơm thế. Này, đừng có tịt lại con, để cho nó ra chứ. Con tịt lại là nó hỏng. Tí có một cái này nữa con, đây này. Tí sao lại tịt lại con? Nó xong đi. Rồi. Con dậy hả? Ê, gấu ngồi yên đi. Con đi đâu á? À, con đi lấy búa cho Tin nằm hả? À, đây, đây, đây. Thế để Tin nằm đây nhá. Tin nằm xuống đây. Tin buồn ngủ hả con? Dạ. Dạ. Không, không, dầu này lúc nãy mẹ bỏ rồi mà. Gấu ăn gì ngon thế? Cho mẹ mì viên à? Đi ngủ.